Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người chi tiết cái cách mà mình đốt than sinh học. Đây là trâu lúa sắn. Đầu này được 14 kg. Thể tích của nó, dung tích của nó là khoảng 130 lít. Đổ vào trong này 1,5 bao mới đầy được cái này. Trong một video shop mình đã chia sẻ cách mà để làm cái này, cái thùng mà mình đổ như vậy. Quạt thổi, quạt này là quạt 370W, mình có thể thổi được cho 2 thùng. Còn quạt này là 150W, có nấm bằng điều chỉnh lưu lượng gió to nhỏ. Rồi, lò đang hoạt động. Mình đốt được 15 phút. Vận hành từ 15 phút trước. Các bạn đốt làm sao cái lúc mà... Đây. Mình lấy giấy, mình đốt ở trên mặt. Nhưng mà các bạn banh cái giấy ra làm sao mà cái lớp ở trên mặt đều được cháy hết á. Chứ đừng có cháy nó ngúng một chỗ. Nghĩa là banh giấy ra để cho nó cháy đều hết cái bán kính ở trên cái mặt, cái tiết diện ở trên. Còn tùy theo lưu lượng gió các bạn chỉnh nó đủ á, thì lửa nó sẽ mạnh, chúng dày. Còn tại vì là cái này, cái quạt nó chia ra không có đủ lưu lượng gió, thì nên các bạn sẽ cảm giác nó hơi có khói á. Gió ít thì lửa cháy không được, nhưng mà nếu mà gió nhiều thì lửa nó sẽ cháy to. Cháy to thì cái than nó sẽ không đẹp. Các bạn có thể phân biệt một quạt này nó cháy nó tốt hơn bên kia, mình dễ canh chỉnh hơn. Lửa bên này đẹp này, cháy không có khói. Còn quạt này chia làm hai thì nó hơi bị yếu gió một xí, thì nên là thấy khói nó nhiều. Các bạn canh lưu lượng gió được vừa chuẩn là sẽ cháy vừa được, với lại không có khói, cái đó là chuẩn xác nhất. 32 phút trôi qua. Cái thùng mới thì các bạn rất là dễ phân biệt. Nhìn ở dưới này, nó cháy tới đâu, nó tới được tầng nào là xe đen cái sơn ở ngoài, các bạn rất là dễ nhìn. Cháy được một nửa. Hiện giờ là 32 phút sau khi mình đốt. Thường thường tới lúc mà đốt xong thì cái lượng than nó sẽ rút mất một nửa, nghĩa là nó tiêu mất một nửa. Đốt 2 thì còn 1. Đang cháy rất là đều. Khói ở ngoài tỏ ra là lớp sơn ở ngoài, chứ còn ở trong thì rất là ok. Không có khói ở trong nha. Đây là lúc mình vừa mới tắt quạt. Mình mang quạt ra ngoài này. Được 1 tiếng 5 phút để cháy xong. Cái thùng mới thì rất là dễ dòm ha. Nó chỉ cần cháy xuống ở dưới đấy. Tại vì cái đáy của nó, đáy 2, đáy giả là cách 10 phân. Thành ra nó cháy tới chỗ này là mình biết là nó cháy xong rồi. Nó đen tới này. Hoặc là thông thường ở bên những cái này nó đã cháy lâu rồi thì có một cách để các bạn kiểm tra. Thứ nhất là cái lượng hao hụt xuống gần được một nửa. Với lại là để kiểm tra xem là ở ngoài nó nóng tới cái mức nào á. Thì đây mình để sẵn một cái chậu nước ở bên, ca nước ở bên. Mình nhúng tay vô vậy, rồi xong rồi mình búng nước vào. Đó, các bạn thấy nó xèo xèo. Nghĩa là chỗ này mà nó cháy tới là chỗ đó nó sẽ nóng như vậy. Còn chưa cháy tới thì nó sẽ nguội hơn, là nó không có bốc hơi ngay lập tức như vậy. Búng vô một cái là nó xèo, là nó bốc hơi luôn á. Rồi, bây giờ mình sẽ đổ ra, thu hoạch thành quả. Đây chính là thành quả của mình. Các bạn có thể thấy
Đó, đây chính là than sinh học của mình. Tới cái lúc mà than xong ra, các bạn cố gắng ban cho nó mỏng. Còn nếu tốt nữa thì xịt phun sương một lớp nước lên. Cái lúc mà than nó đang còn nóng mà xịt nước lên là nó đang nóng mà nó gặp lạnh là nó nở bung ra, là kết cấu phân tử của nó sẽ to hơn, nó sẽ đẹp hơn, là than của mình sẽ chất lượng hơn. Mình xem những cái video nước ngoài họ toàn là tưới nước vô, hoặc là họ đổ để sẵn một cái bồn nước vậy á. Lúc mà vừa ra xong là họ sẽ cho nó hẳn vô ở trong cái thùng nước của họ luôn. Làm cái này nó hơi nóng, thành ra các bạn cẩn thận. Với lại là cái quạt, cái quạt là ở gần cái lò nhất, thành ra là nên che như thế này nè, chứ không là nó dễ bị hư mấy quạt. Kiếm cái tấm khăn á, thấm nước rồi xong rồi che nó. Video đến đây là hết ha. Tạm biệt các bạn.